Hello, xin chào anh em. Hôm nay mời anh em tiếp tục trở lại với lại tựa game Machinarium. Ô tôi nhầm. Resume mới đúng. Hôm qua thì tôi đã tìm được cách để chui vào trong cái phòng này. Bây giờ thì làm gì tiếp đây? Từ từ. Thử ra đây xem nào. Gạt cái này xem nào. Không lấy được cái đồ đây. Đi đây. Đầu tiên là phải thử tất cả những cái ở đây đã. Là sao? Đây là hai cái đầu dây điện vào. Chắc là ấn nút này. Ấn. À. Rồi. Sao nữa? Như nào nhỉ? Thử ra cửa xem nào. Cái gì đây? Cái này nhìn như kiểu là cái tay quay ấy nhỉ? Không mở được cửa. Chắc là bây giờ mình phải tìm cách mở cánh cửa này. Để tôi xem là còn tác động được vào cái gì không. Có lấy được cái bóng đèn không? Không lấy được bóng đèn. Đây là cái gì? Đây là cái nút à? Ấn nút xem nào. À. Từ từ để tôi tìm hiểu xem là còn làm được cái... Ngồi được vào đây. Ngồi vào đây. Ngồi vào đây thì không gạt được cái này. À đây này. Tôi nhìn thấy rồi nhá. Đây này. Anh em nhìn thấy dây điện không? Chắc là mình phải làm cách nào để mình dùng cái dây điện này mình điều khiển được cái này. Gì đây? Nhảy vào đây. Để cho nó gắp mình lên. Sau đó bay vào đây. Ấn cái này. Hiểu rồi, thử xem nào. Nhảy vào đây. Nhảy vào đây thì không gạt được cái này. À, đây, cái này. Cái này là để điều khiển nó gắp lên. Chỗ này mà. Như nào nhỉ? Bây giờ là gấp này. Đây là quay vòng. Đây nó báo là quay vòng này. Tức là bước 1 là gấp lên. Bước 2 là quay vòng. Bước 3 là về chỗ cũ. Đây, bây giờ là mình muốn nó gấp lên thôi. Bước 3 là đầu tiên là à tức là đầu tiên nhá là nó gấp lên này. Xong rồi đi đến đây. Đi đến đây. Chả hiểu như nào. Thử từng cái một trước. À. Tức là nó sẽ đi vòng 2 lần này. Thả vào này. Đây thì mình sẽ chơi như này đi. Đây nó sẽ gấp 2 lần. Đúng rồi. Nhanh chạy ra. Ôi. Không được rồi. À đây. Đầu tiên cho nó quay vòng. Nó quay vòng thì nó sẽ lâu hơn. Thì đủ thời gian để cho mình chạy ra. Rồi. Ôi kìa. Nhanh. Không kịp. Rồi biết cách rồi. Điều khiển phức tạp quá. Xuống. Nhanh. Rồi ngon. Cho anh lên ạ. À.
chết rồi. Chết tôi rồi. Anh ơi. Từ để tôi đọc lại cái này phát. Nhảy vào đây này. Một là để cho nó quay vòng này. À, hai là cho nó gắp lên này. Ba là để cho nó quay vòng này. À, đấy nó ghi rõ ràng như thế rồi. Mình đầu tiên là cho quay vòng này, gắp lên này, sau tiếp là quay vòng này. Rồi, ngon rồi đấy. Rồi. Ơ. À, mình có cái này. Đấy. Mở ra. Bây giờ như nào? Toàn mạch điện này. À từ từ, đây. Đây là mạch điện để điều khiển cái việc nó quay. Đây màu xanh là đi sang hai bên này. Màu vàng là để nó lên xuống này. Thế mình phải làm gì với nó nhỉ? Từ từ, để tôi xem bây giờ phải làm trò gì. À, phải đu để cho nó bay vào đây. Thế này. Thằng robot nó đang nghĩ này. Nhưng mà nó bị khuất. Là sao? Bây giờ là nó đang đi như này. Tức là bây giờ mình cho nó quay ngược lại. Đúng rồi, chắc mình phải cho nó quay ngược lại đấy. Có khi thế thật. Thử đã. Đi đây. Ra đây. Ở nhanh. Từ từ. Vãi trưởng. Sorry anh em, mất thời gian quá. Cái trò này điều khiển lúc nó chạy nó không. Rồi. Nhanh. Vào đi. Ơ đừng. Không. Lắp lên này. Hình như là mình phải làm sao để nó bỏ qua cái bước thả cái này vào đốt. Đúng rồi. Chết cha rồi. Nhưng bây giờ mình đảo cái kia rồi làm sao mà lên được nhỉ? Mình đảo cái kia rồi còn lên được đây không? Rồi. Bây giờ chắc là phải ngăn cái bước để cho nó đốt. Làm sao để ngăn được? Hay là thử nào. Thử xem nó có thả không đốt không. Cái này nó vẫn thả không đốt đây này. Thả xuống đốt. Đảo đây là rõ ràng là nó bảo là mình phải đảo chiều này. Nhưng mà bây giờ phải làm cách nào để cho cái này nó không thả mình xuống cơ. Nó không thả đây này.
phải ngừng ngắt cái giai đoạn thả. Rồi, để tôi lên tôi xem. Ở đây nó không nói là như nào để ngắt. Màu xanh là di chuyển này. Nhưng cái nào là thả? Đây chắc là cái này là quay vòng này, cái này thả. Cho cái này về đây xem nào. Thử xem nào. Cái bước số 2 này là đang là cho gấp lên này, bước số 3 này là cho thả này. Thử xem nào. À. Tức là cứ đến đây nó sẽ thả. Nhanh nào. Nếu mà nó đi chiều kia thì nó đi hết được một vòng sang đến mặt trước này nó mới thả này. Ôi thôi chết tôi rồi. Ngủ quá. Không để ý. Rồi. Ơ kìa. Sao nhỉ? Quá. Tôi chết tôi rồi. Vừa mình làm sao để mình lên được đây nhỉ? Tôi chết tôi rồi. Tôi sai lầm rồi. Phải load game rồi. Phải load game. Tôi vừa mới phát hiện ra được một điều. Đấy là tôi tưởng là tôi đã sai. Tôi tưởng là nó cứ phải quay theo cái chiều này này. Quay theo chiều về phía trước này trước này. Xong rồi vòng tới phía sau này. Đấy. Thì tôi mới nhảy được vào đây. Còn nếu mà bây giờ tôi chỉnh như kia thì nó đến đây này. Nó sẽ thả vào. Xong nó bắt đầu nó mới đến đây. Thì mình lúc nào mình bị lọt vào đây trước khi mình đến đây mình nhảy vào. Và cái vừa tôi chỉnh ấy, nó đi vòng về phía sau này. Thì đến vòng trước này nó mới thả này. Thì một cái vòng đến đây này, mình có thể văng được vào đây.
chứ không bắt buộc là mình phải vòng phía trước này mình mới văng được vào đây. Thế là cái tôi đang làm này là đúng rồi. Bây giờ là như này là tôi đã giải được rồi đấy. Thử. Rồi, bây giờ cho nó hoạt động. Chạy ra nhảy vào đây. Rồi. Cho anh lên em ạ. Để sẵn này. Đấy, 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 nhảy vào rồi đấy. Đấy. Thế mà từ nãy đến giờ cứ lây hoa lây hoay. Và đây có hai đại ca. À. Sao? Các chú muốn làm gì? À. Thằng nhân vật của mình nó nhớ lại là hồi xưa bị bọn này nó tra tấn này. Mẹ dốc hết cả vàng bạc ở trong người mình ra. Cái thằng này là cái thằng cao kèo vừa đi qua cầu đấy mà. À. Tức là cái thằng có cái bóng đèn trên đầu là cảnh vệ, còn hai thằng này như kiểu côn đồ ấy, nó bắt nạt mình. Ơ đê. Vãi cứt. Thôi xong, nhốt mình rồi. Trong đây cũng có một thằng hình như bị nó tra tấn này. Thằng này nó muốn hút thuốc lá. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe lắm anh ơi. Cái gì đây? Cái này là cái gì? Nhìn như kiểu rong rêu nấm mốc ấy nhỉ? Chắc là mình phải mở cái này để thoát ra này. Đây rồi. Ngon. Nhìn cái hình dáng phát biết ngay. Có lấy được nốt cái ống này sao? Không lấy được cái ống này ra. Thằng này nó muốn mình cho nó. Từ từ, để tôi thử ra tôi gắn vào đây xem nào. Chưa gắn được, tức là phải cần thêm một cái gì nữa. Hai cái này không ghép được rồi nhé. À, đấy. Anh muốn thuốc lá đúng không? Có thuốc lá cho anh. Ơ à, không được. Từ từ xem lấy được bóng đèn không. Không lấy được bóng đèn. Lấy cái này dán vào đây xem nào. À, lấy cái này phơi khô này. Thông minh lắm. Đấy. Nhìn bóng đèn nóng đi kia mà. Rồi thuốc lá của anh đây. Mà này. Từ từ trong cái này có cái gì không? Vãi. Ỉa. Thôi đi ra đưa cho anh này thuốc lá đã. Thuốc đây anh ơi. Game hay phết nhỉ. Anh à. Thank you vet. Rời bố cả tay. Bó tay chắc chắn là ghép vào đấy. À từ từ. Lấy cái này ra móc cứt. Không được. Phải làm như nào? Từ từ. Phức tạp phết đấy chứ không đơn giản đâu. Từ từ. Từ từ. Tôi cho cái này vào đây xem nào. Không được. Cái này là hết. Từ từ xem cái bóng đèn này còn làm gì với cái bóng đèn này được không. Không được. Cái này cái gì tương tác được là nó phải. Nó cứ lắc đầu thôi. Hay là mình phải tương tác gì với lại thằng robot này nữa nhỉ? Hai cái này không gắn được vào nhau này. Giờ tôi phải làm sao? Từ từ xem là. Ở đây nó không có gợi ý gì à? Từ từ ngồi ỉa xem là có. Ai. Thế nữa. Bây giờ là như nào? À. Đây. Đầu tiên là ngồi xuống. Xong lấy cái tay của thằng này khèo cái gì đây. Sợ mà.
Vãi. Ui sao nhiều này. Ui tay mẹ với dài vãi ạ. Phát nữa. Đấy rồi, cái chổi rồi. Rồi. Chắc là cái chổi này ghép được vào mấy cái này đấy. À rồi. Ngon. Từ từ. Trông đơn giản mà không hề giản đơn. Đi về đây là đi đâu? Ơ. Từ từ. Hình như đi về đầu này là đường cụt. Từ từ. Vãi trưởng. Ơ. Sao nào? Mẹ, thằng này là thằng Zukon vừa rồi nó bắt mình đây. À, đây là mình. Đây chắc là người yêu à? Mẹ, thằng chó. Khốn nạn. Ôi, vãi. Đây, à, đây là lý do mà. Bây giờ làm gì? Thằng này nó đang nhìn. Nó đang nhìn, mình không thể lấy được. À, chìa khóa. À, nó đang nhìn, mình cũng không thể lấy được. À, vừa mình ấn vào, sao lại đứng đơ ra này. À, ra thế. Lấy đạn nó. Hết đạn. Thời gian này nó lấy này có đủ để mình chạy không nhỉ? À, tôi nghĩ là phải đợi nó quay lại để lấy. À đây. Chia đây. Đúng rồi. Ui. Không kịp. Cứ tưởng nó phải sang bên này mới lấy được chìa. Hóa ra nó sang bên này mình cũng lấy được chìa. Thôi không sao. Lại làm lại thôi. Lấy hết đạn của nó. Thằng này ngu thật. Mình lấy đạn. Thôi chạy. Có tương tác gì với cái này không? Thôi chạy. Chạy đây. Chạy đi. Ơ kìa. À từ từ. Thôi. À tức là không kịp. Tức là mình không thể chạy thẳng một mạch được. Mà cái cửa đây này. À. Cái này này. Nó điều khiển. Nó điều khiển cái cửa này. À, bây giờ tôi sẽ phải. Tôi sẽ phải tranh thủ. Thằng này lúc nó đi ra nó lấy đạn, tôi phải ra đây tôi mở cái này sang. Vãi. Lên đi. Lên. Rồi, đi xuống. Nào. Hai thằng này nó đi lên trên. Tức là cái này mình mở xanh như này nè. À. Hai thằng kia. Hai thằng này là hai anh tù bị nhốt ở trong kia đây mà. Nhanh. Ôi. Mẹ nó quay lại ngay. Khó nhỉ. Mà cái màn này mất thời gian thật đấy. Giày nó ngã nhanh. Rồi. Lấy đạn. Tức là mình không cần đi vào cái cửa này. Mà mình sẽ phải đi lên trên cửa trên này. Mở cái bên này xem nào.
chui đây. Mất thời gian đấy nhỉ. À đúng rồi, tức là tôi phải nhanh, tôi mở cả hai cái này cùng một lúc, mở một cái không ăn thua. Rồi lần trước là tôi mới chỉ mở một bên, à, bây giờ là tôi phải mở cả hai bên, tại vì thằng kia nó nếu mà đi quang đây nó quay lại nó nhìn thấy cái này phát là nó ấy luôn, là nó tắt đi luôn. Đấy, bây giờ tôi mở cả hai cái này thì bọn kia nó sẽ chạy sang nó trốn tiếp. Xong rồi nó trốn được không nhỉ? Tại vì cái cửa trên này mình mở cho nó rồi mà. Kiểu gì thằng này nó cũng sẽ đuổi theo này. Tại vì cái cửa này mở rồi, vừa hai thằng này nó bị thằng này nó bảo đứng lại nhưng mà cửa này nó đóng nên là hai thằng này nó không chạy được, nhưng bây giờ cái cửa này mở rồi. Chạy đi em. Ngu vậy. Thế này như nào? Từ từ. Mình sẽ mở cả hai cái luôn. Nó mở xong là nó tự nhảy xuống. Trong cái lúc này mình không làm được cái gì luôn này. Bực nhỉ. Hình như logic của mình hơi sai. Lại. Giờ có mỗi một cái điều tôi đang thắc mắc là, à có mấy cái viên đạn. À, có mấy viên đạn. Đúng rồi. Ngu quá. Phải thả đạn ra đây. Để tí nữa thằng này nó đuổi bọn kia không được. Thả đạn ra. Tôi nghĩ là cái đạn này phải dùng để thả ra hay làm cái gì đấy. Nhưng mà không phải là thả chỗ này. Có thể nó sẽ thả một chỗ nào đấy. À, được rồi, lần này tôi phải bình tĩnh. Lần này tôi thật bình tĩnh. Tôi sẽ cứ bình tĩnh, tôi làm từng bước một. Chắc là đạn phải thả trước. Nếu nó cho mình đạn này chắc chắn là phải có tác dụng đúng không? Đây, đạn. Ở đây, rồi. À tức là đạn đứng từ mãi đây ném ạ. Thả nào mình lúc mình lên trên đây này. Mình lên trên đây mình ấn thì nó lại chui dưới những hố này. Đùa chứ. Game củ chuối quá. Rồi, phát này là ngon rồi đấy. Ngon rồi đấy. Mở bên này trước. Rồi. Xong rồi thật bình tĩnh. Mở nốt bên này. Rồi. Xong rồi. Bây giờ bọn kia nó trốn, thằng này nó sẽ ra nó đuổi bọn kia, xong nó sẽ bị trượt ngã ở đây. Chuẩn không? Chắc chắn là chuẩn luôn. Ngã. Ngon. Rồi, bây giờ mình trốn được rồi đấy. Vãi. Trốn thôi. À từ từ.
Thế ở chỗ kia có làm gì không nhỉ? Đây là cái chỗ mà vừa ấy, lúc mình sang hai thằng nó bắt, thằng hai thằng khốn nạn nó bắt nó nhốt mình vào là trong đây này mà. Từ từ lấy cái bình này đã. À, hết sạch rồi. Lên đây. Tắt điện. Tắt điện thì nó là mấy giờ đấy? Từ từ. Là 5 giờ kém 15. Đây là cái gì? Đây là đi đâu? Ôi mẹ, trò này rộng lắm. Thế thì hôm nay chắc là tôi chơi đến đây thôi. Trò này nó rộng lắm. Đây này, cái kia chắc là mang ra lấy dầu ở đây này. Bây giờ thôi, hôm nay tôi chơi đến đây đây nhá. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Bye bye.